FPT nghe rất nhiều bằng tiếng tốt vậy. Campus xịn nên lên hình all the hot face. Sinh viên du học như cơm bữa mà hơn nữa ra trường xong là có việc làm hoàn tất. Sẵn sàng khi mà trách nhiệm tới. Học nhiều nên là tiết kiệm lời. Năng động thì không trách chuyện đời ác. Chắc mình lười nhát thế hệ mới thì phải bắt kịp thời. Nên tụi mình vẫn học khi người ta nghỉ. Quốc học một năm tăng tới 3 kỳ. Trong khi lũ bạn còn đang dự bị. Cả khóa khoa hàng đi OGT. 7 giờ vào lớp cho thầy cô. Kiến thức là phải nhanh viết đề số. Tự lực không cần thiết phải nương ai. FPT là bước đệm để mà viết thành tương lai.